Và tiếp tục thì hôm nay em sẽ mang lên cho các bác nhiều những cái giá trị về tài lộc để cho một tháng mới. 6 tháng cuối năm rồi các bạn, 6 tháng cuối năm rồi là các bác phải gọi là về đích đấy ạ. Đấy, nửa năm rồi chúng ta có khi là vẫn chưa chưa gọi là thực sự vào việc đâu, nhưng mà 6 tháng cuối năm này tất cả phải cố gắng các bác nhá. Đấy, tiếp tục thì em lên cho bác một cái siêu phẩm để mà các bác kích tài hút lộc là gì ạ? Một cụ di lạc, di lạc ngũ phúc các bác ơi, trên chất liệu là gỗ hương ta đấy, một cái sụn hương ta, hàng này thì hàng nghìn khối đục canh bông đấy, do những người thợ mà có tay nghề cao nhất tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu xử lý đấy. Có thể điểm đáng chú ý là gì ạ? Thứ nhất là về khuôn mặt của cụ di lạc đấy, khuôn mặt của cụ di lạc các bác nhìn này, từ cái răng nhá, đẹp không đấy, cái ánh mắt dù là chúng ta nhìn ở góc độ nào cũng thấy cái sự trìu mến đúng không ạ, và cái sự dễ thương. Để nói đây là một vị Phật, nói dễ thương thì hơi phạm quý tí, nhưng mà chúng ta nhìn chúng ta cảm nhận được cái điều đó đúng không ạ, nó luôn mang lại cho chúng ta những cái năng lượng tích cực, đó chính là Phật Di Lặc. Đây các bác thấy những cái chi tiết này thì nó đều đi liền được với lại cái hình ảnh cụ Phật Di Lặc nhá. Tại vì sao cụ Phật Di Lặc là người mang đến sự hoan hỷ này, mang đến phúc đức này đúng không ạ, và mang đến tiền tài may mắn. Thế nên là những cái bát vàng này đấy, những cái chú rơi này, những cái bị tiền này đúng không ạ, đấy, những cái nấm linh chi này thì là những cái vật mà đi kèm với cụ Di Lặc rất là ok. Đấy. Đẹp không ạ? Em đang chia sẻ với các bác một cái tác phẩm Di Lặc Ngũ Phúc ngồi trên cái chuông tiền, và các bác đã được ngắm nhìn toàn thể tổng diện của cái tác phẩm này rồi đúng không ạ? Em sẽ xếp cả mặt sau cho các bác và báo kích thước cho các bác nhé. Với cái tác phẩm này thì chiều cao là 60, chiều rộng là 78, và cái chiều sâu của cái tác phẩm này nguyên một cái khối gỗ chiều sâu lên đến 54. Đấy, em check cả một cái nguyên tổng thể cả mặt trước và mặt sau cho các bác. Đấy, các bác hãy ngắm nhìn cho em này. Đấy, từ diện mặt của ngài cho đến mặt của cái chú tiểu đồng rất là hoan hỉ và ngộ nghĩnh nhá các bác ơi. Đấy, các bác nhà mình mà đang quan tâm đến những tác phẩm Di Lặc để ở bàn, hay là những tác phẩm Di Lặc mà các bác muốn trưng bày những bức to, thì các bác hãy tham khảo ngay cho em tác phẩm này. Chiều cao và kích thước thì em sẽ ghi lên màn hình cho các bác ạ. Vâng, em xin chào bác Nguyễn Thanh Hải và bác Hoàng Mượn ạ. Em vừa chơi mini game xong rồi. Đấy, hẹn bác mini game sau cái buổi live stream ngày mai nhé. Đấy, đó là những Các cái gì cảm ơn bác mà rất là nhiều. đồ gỗ Văn Sáu đang chia sẻ với các bác về những cái chi tiết của cái sản phẩm này, và các bác có thể quan sát ở trên bàn live đúng không ạ, về cái tượng Di Lặc này, thứ nhất là nó có đẹp hay không đúng không ạ, về cái chất gỗ thì em đảm bảo với các bác là cái chất gỗ hương ta thì đồ gỗ Văn Sáu sẽ bảo hành cho bác luôn về cái độ bền đúng không ạ. Đấy, cái hàng gỗ hương ta là lúc nào bên đồ gỗ Văn Sáu rất là tự tin. Đấy, nhìn thôi đã thấy cái sự chắc chắn của cái phối gỗ rồi, tác phẩm đẹp, khung cảnh quá ok. Em cảm ơn bác Nguyễn Hải và bác danh 007 nhá. Và cái chất Đằng gỗ sau thì này. rất là mì và đanh gỗ nhá. Đấy, các bác anh nhìn cho em một cái chất gỗ của cái gỗ hương ta đúng không ạ? Cái Bản giác tác phẩm này thì không. tác phẩm này thì em phải chia sẻ với các bác đúng không ạ? Đấy, có như thế nào thì là em phải chia sẻ với các bác như thế. Các bác nhìn ở đây này. Đây này, một cái phần áng mây này, thật ra thì nếu mà để mà không không gắn vào thì nó cũng không có vấn đề gì hết cả, nhưng mà để mà cái sản phẩm nó được hài hòa hơn đúng không ạ? Đấy, thì bên đồ gỗ Văn Sáu chấp nhận là gắn thêm cái này vào. Đấy, chấp nhận gắn thêm cái này vào. Thế nên cái bức này em chia sẻ với các bác chỉ liền khối lên đến 99,99% thôi, đúng không ạ? Các Thì bạn có có chi lòng tiết tin rất của các nhỏ. bác, cho nên là em ngày nào cũng sẽ lên 6 và sẽ hoàn thiện mình hơn và hoàn thiện tất cả những cái sản phẩm bên đồ gỗ 6 hơn nữa nhé, chia sẻ cho các bác ạ. Vâng, em xin chào bác Lê Huy. Em chào bác Chị Lê Huy nhá. em là Vâng, bác hãy tập trung vào những tác phẩm giúp em nhé. Đấy, các bác thấy tác phẩm này thế nào ạ? Có đáng để chúng ta
đấu giá cho những cái mức giá như ngày mùng 1 không ạ? Cho em xin bình luận này. Bác Nguyễn Hải Cảnh tỉnh thoảng là cứ bình luận khen ai là bác rút thông báo ngay, vợ đọc được là rất là nguy hiểm. Vâng, với những tác phẩm lớn này thì các bác có muốn đấu giá không ạ? Hãy cho em xin những tín hiệu. Hãy cho em xin 5 tín hiệu để biết được các bác có quan tâm đến tác phẩm không ạ? Quá đẹp. Vâng, em cảm ơn bác Thống Phạm ạ. Vâng, em xin chào bác Phạm Thống ạ. Em thấy cái tên rất là mới đến với Đồ Gỗ Văn Sáu. Các bác mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đồ Gỗ Văn Sáu để đón nhận được những cái buổi live stream sớm nhất nhé. Kaka, tuyệt vời. Ok ạ, các bác thấy tác phẩm này có đáng để chúng ta đấu giá không ạ? Thì cho em xin những dấu chấm nha. Bác nào đang muốn rước cụ về nhà nhân dịp là mùng 1 đầu tháng thì giá chắc giá cũng kha khá đấy. Nó gọi là tương đương với lại cái giá trị mà nó mang lại luôn các bác ạ. Đúng không ạ? Đấy, thứ nhất là về kích thước này, thứ hai về độ đẹp này. Cái giá trị mà nó mang lại là cái giá các bác sẽ trả cho nó. Đấy, các bác cảm thấy cái tác phẩm này đáng được bao nhiêu tiền thì các bác trả cho em được không ạ? Đấy, có thể là các bác chỉ cần đấu giá, em sẽ check cho các bác thật là chi tiết qua Zalo. Đấy, chứ không phải là các bác đấu giá mà check qua Zalo các bác trương đúng không ạ? Thì bên em bắt lấy luôn, không phải đâu các bác nhá. Về ạ. Đấy, các bác sẵn sàng chưa nào? Chào hai MC, chúc MC Thu Hương càng ngày xinh đẹp, chúc MC Tú càng ngày càng thành công. Vâng, em cảm ơn bác Hoàng Quy nhá. Bác Hoàng Quy nay vào hơi muộn, em vừa tổ chức mini game xong. Bây giờ em lại đang đấu giá sản phẩm Hương Đá Hả Em. À, cái sản phẩm này của em là Hương Ta, bác Nguyễn Hải Cảnh ạ. Đấy, gỗ Hương Ta. Nhìn cái vân xoắn nhìn cũng rất là giống Hương Đá đúng không ạ? Bác Nguyễn Hải Cảnh là một người khá là tinh tường, nhìn cái phần vân này cũng rất giống Hương Đá đúng không ạ? Nhìn giống thật đấy. Đây. Kim kích thước gì? Đấy, các bác sẵn sàng được ạ. Một cái khối gỗ này thì khi mà chưa đục, cái lúc em ra xưởng là nó rơi vào tầm độ 80 cân đấy. To dã man các bạn. Sau đó đục chạm thì nhìn nó cũng gọi là ngót đi khá nhiều. Do nhìn qua màn ảnh thấy hơi đen, không được sáng. Ô, hơi đen này. Để em xem. Các bác thấy cái tác phẩm này nó như nào nhỉ? Hơi đen thật các bạn. Các bác thấy tác phẩm này như nào, muốn đấu giá thì cho em xin những cái bình luận lên nhá. Vâng ạ, với cái tác phẩm này thì tương đối là to, cho nên là các bác mà có muốn đấu giá thì các bác hãy cho em xin những cái tín hiệu, những cái comment lên nhá. Còn không thì em sẽ đưa những tác phẩm vừa xinh hơn để các bác có thể dễ dàng lựa chọn trong cái buổi live stream đầu tháng ngày hôm nay ạ. Đơn đấy bà bảo bà không đặt tìm, bà không lấy. À thế à? Thế thì gọi hộ chị mấy? Có số ít không? Ừ, mọi người. Do nhìn qua màn ảnh thấy hơi đen. Đồng Nai đưa tác phẩm vừa dễ hơn. Vâng, ok, có khả năng em sẽ đưa cái tác phẩm vừa hơn. Đây các bác hãy nhìn cho em cái vân gỗ của chất liệu gỗ Hương Ta như này, ok chưa? Đấy, như thế này là ok chưa ạ? Và những cái mặt của những chú tiểu đồng các bác hãy nhìn cho em đây, rất là hoàn hỉ, rất là ngộ nghĩnh luôn nhá. Vâng ạ, với cái tác phẩm đầu nai này thì em cũng sẽ báo giá trực tiếp cho các bác luôn. Và giá niêm yết của bên cửa hàng bên em là 12 triệu đồng ạ. Một cái tác phẩm Di Lạc Ngũ Phúc được làm trên chất liệu là gỗ Hương Ta, niền lên đến 99%. Và em báo giá trực tiếp cho các bác là 12 triệu đồng. Đấy, bác nào mà hợp duyên, hợp nhãn thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua cái tác phẩm này. Liên hệ bên em để chốt cái tác phẩm này nhé. Vâng, em sẽ xuống tác phẩm này và lên cho các bác những tác phẩm vừa vừa xinh xinh hơn.